Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về Java và lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán sắp xếp nổi bọt trong mảng chiều. Tiếng Anh của nó là blue sort như gì gì tiếng Anh mình không biết. Đại khái ý tưởng của nó là nó sẽ xuất phát từ phần tử từ cuối, nó sẽ chọn phần tử cuối này, nó xét đến phần tử tiếp phía dưới của nó này, xem mà có thằng nào lớn hơn. Ví dụ thằng nào lớn hơn thì ví dụ thằng phần tử này lớn hơn thằng này thì sẽ đổi chỗ hai phần tử với nhau, xong lại nhảy sang lại xét tiếp hai thằng này, nếu thằng nào lớn hơn lại đổi chỗ tiếp thằng này, mà lớn đổi chỗ tiếp, còn nếu không thì nó không đổi chỗ và sang bên này nó xét tiếp đây, xong rồi nó sẽ cứ xét đến khi nào mà đẩy được thằng bé nhất này, đẩy thằng bé nhất về vị trí đầu tiên này, nó sẽ fix cứng thằng đấy và đến nó lại xét quay trở lại, nó xét tiếp cũng đổi chỗ hai phần tử đấy, xem thằng nào lớn hơn thì đẩy về cuối, xong rồi nó xét đến đây, đến phần tử này rồi xem mà thằng trước của nó này có lớn hơn thì đổi, và nó sẽ không xét thằng này nữa, xong rồi nó sẽ đẩy số bé nhất về vị trí này, xong rồi lại cứ thế tiếp tục, nó lại quay lại, nó xét từ cuối cùng về đến đây, fix cứng thằng này lại rồi không xét thằng này nữa. Và bây giờ mình sẽ vào code của mình luôn nhá. Đây này. Ok nhá, ở trong hàm main này, đây mình tạo một cái main menu để dùng hàm sắp xếp này. Và tạo cả cái đoạn này là mình khởi tạo một mảng có 10 phần tử này và lấy giá trị ngẫu nhiên cho nó trong khoảng từ 0 đến 100, gắn từng giá trị cho từng thằng phần tử một. Và vòng này vòng và for này là để hiển thị này, hiển thị các phần tử ra này. Tiếp theo mình gọi thằng hàm sắp xếp mình viết trên này để sắp xếp mảng vừa ấy này. Các bạn nhìn nhá, đầu tiên y bằng 0 này, y mà nhỏ hơn n thì y cộng cộng. Cái thằng này để như kiểu thằng g này để fix cứng cho nó ấy, như kiểu là chạy xong một vòng lặp này, đầu tiên y bằng 0 thì nó sẽ chạy đến đây, nó xét đến thằng này, nhưng đến khi thứ hai mà y bằng 1 thì nó không xét thằng này nữa, nó dừng lại ở đây, nó đổi chỗ xong rồi là đến vòng lặp thứ ba thì lại không xét thằng thứ hai nữa, nó chỉ dừng ở đây thôi. Tiếp theo này, trong đấy mình sẽ ai đầu tiên là khai báo này, khai báo bằng phần tử cuối cùng này, nếu như mà còn nhỏ hơn thằng gì này thì trừ, có phải nhỏ hơn thằng gì không, bởi vì là nó phải nhỏ hơn chứ, nếu như mà nó nhỏ hơn mà không nó lại xét cả thằng này nữa là không được. Đây, xong rồi mình xét nếu như mà AI này mà lớn hơn thằng a thứ y trừ một là mình sẽ đẩy thằng bé nhất về cuối cùng, còn đẩy thằng lớn nhất lên thì đổi chỗ hai thằng này. Đây là sắp xếp kiểu nổi bọt, và sau khi sắp xếp xong thì mình cho nó hiển thị. Bây giờ mình sẽ run code nhá, CF6 này. Đây các bạn nhìn chưa, mình đẩy thằng lớn nhất này về vị trí cuối cùng này, nó sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Còn nếu như mà các bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ấy, thì chỗ này mình chỉ cần đổi dấu lớn hơn này, mình dấu nhỏ hơn thôi. Đây, CF6 run code này. Đây đúng rồi. Đấy. Nó sẽ đẩy thằng bé nhất về vị trí đầu tiên này, còn thằng xong sẽ đẩy dần này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn học được trình vẻ.